Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Nice to see you again. So how's the going? So have you all finished your final tests or? Hello, Hello, did I write? So how's your test? How's the test? Ai bật cái gì? Các con đã thi học kỳ xong hết chưa hay là còn chưa bắt đầu? Chưa bắt đầu. Bắt đầu à? Thế chắc là một vài tuần nữa thôi đúng không? Một vài tuần nữa thôi là mình thi rồi đúng không? Chưa, ok, cô thấy các con. Hello everyone. Okay, so first up, we will learn something today. Today's topic is about fantastic facts. Okay, so it has something to do with history and dates and number and year and months. Okay, so first up, I will have like a small quiz for you, okay? Quiz. Okay, some quiz. Okay, so we will play individually, right? So first up, we will learn, we will revise on how to say dates. Okay, so can anyone tell me date today? What is the date today? Date? You know date? Date là gì? Date là ngày đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ ôn một chút về cách nói về ngày con nhá. Về ngày, thứ ngày tháng. Okay, so can you tell me what is the date today? Hôm nay là ngày nào? Ngày Ngày mấy, tháng 24 mấy? tháng 4. Okay, but I need you to say it in English. Okay, so can you type it in the chat box? 24th. Okay, what is the date today? How do you write it? How do you say it? Okay, what is the date today? Can you be more specific? Like how you gonna write it? So today is Sunday, right? You have to write Sunday. And what is the month? You have to write it, okay? Of course, I know it is the 24th of 2022, but how do you write it? 24th of what month? Tháng mấy chẳng thấy nói, chỉ biết là 24, 2020 thì sao mà cô hiểu được đúng không? Okay, so fan Manchester United Sunday 24th of April 2022. Okay, very good. How do you write 24th? How do you write 24th? Con có viết viết ngày 24 như nào đây? Có bạn nói 20 of April chứ. 24, tất nhiên cô biết là 24th rồi, nhưng mà viết rõ ra như nào? 24th viết thế hả? Có phải fourth giống như bạn Emma viết không? No. Nói gì? Cô chưa gửi link vào chat cô. Cô chưa gửi. Đợi con viết xong. Okay, so today is Sunday. Là hình như cô nhuộm lại tóc đúng không? Đúng rồi. Vừa nhuộm màu đen xong rồi tóc cô còn ướt đây này. Một vài ngày nữa, một vài tuần nữa nó sẽ phai ra. Okay, so today Sunday, April. April đúng rồi, nó có con nói đúng rồi. April tháng 4 này. Cái có cái ngày gì mà bắt đầu tháng 4 mà mùng 1 tháng 4 gọi là ngày gì nhỉ? Có bạn nào Ngày trả tháng lời tư này? hả cô? Ngày tháng 4 Cả tháng 4 đúng không? Con biết biết cái từ đấy nào, biết vào chat cô rồi nào. Cả tháng tư. Đúng rồi. Đúng không? Biết biết nào. Cái gì đây? Ai biết cái gì đây? Jasmine, ok. Jasmine cung cấp cho mọi người một cái thông tin khá là bổ ích đúng không? Đúng rồi, Đức Ôi An trả lời cô, April hôm qua là Fool. ngày April trái đất Fool đi chứ. cô. Em Qua là không ngày trái đất nhớ ngày trái đất ngày bao nhiêu nhưng mà không biết.
Ngày trái đất là Earth hôm... Day à? Hình như hôm qua ấy. I don't know. Friday, Friday con ơi, Friday. 22. Oh, Friday. Hôm qua đâu, là ngày hôm kia. Okay, why Earth Day is celebrated? Okay, Earth Day is a reminder. Mình sẽ we will plant trees to make the earth free. Plant trees, okay. Okay. Even day. Okay, so it is a reminder for us to remember to have on how to protect the environment. Okay. Ok, gửi link đi cô. Rồi, lúc nãy cô thấy có vài bạn đã sử dụng được link rồi. Ok, là cô gửi thật đây. Rồi, các bạn không nhắn vào trong chat nữa để mọi người đều nhìn thấy link nha. Ok. So today is Sunday. Miss April 24th. You speaking is 2022. Sao con? Nói gì đây? Chắc liên lạc lại. Bên mạng bên mình con của con gì? Nãy nãy không có cô. Rồi chắc mình mới nói gì nhở, con nói mà nó bị ngắt mắt, cô chẳng nghe rõ. Ok, chúng ta xem nào, có 15 bạn rồi, có bạn nào không vào được không? Cứ lướt xuống hẳn xem đi cô, sẽ có điều bất ngờ. Lại có điều bất ngờ, lại có điều bất ngờ gì dành cho cô à? Đây nào, cứ lướt thẳng xuống. Cô cứ lướt thẳng xuống, ok. Sao, có cái gì ở dưới? Cứ lướt. Cô Hương siêu xấu, ok thấy, thấy rồi. Hôm nào cô cũng thấy, hôm nào cô cũng thấy nhá. Ơ, thế lại nhắc đến lịch sử đúng không? Thế cái bài gì nhỉ? Cái bài thi Super Kid các con làm đến đâu rồi? Cô nghe nói là hết hạn rồi. Bạn nào làm không? Cô thấy có Tina này. Không biết đợt này bạn Hoàng Giang có làm không con? Không à, bận quá à. Thế còn em con thì sao? Em con có làm không? Ừ. Lý do là gì? Là do bận quá hay là mình không có một người idol nào... Em chẳng có idol, em chẳng con có idol được. Con chỉ có người. Idol thầy giáo ba. Đi thi hả? Rồi cô thôi, thực ra đợt này cô thấy các con bận đúng không, thi thực ra thi cũng sát đúng cái lịch thi cuối kỳ của các con nên là cũng không có thời gian. Chị vừa không biết luôn. Jenny không biết nó luôn á. Trời ơi, các thầy nhắn rất nhiều lên trên nhóm Zalo mà không bạn nào đọc, và không có bố mẹ bạn nào không có đọc mà. Không có đọc mà chứ con lại không làm. Không có đọc trời được. Ơi. Con vừa rồi. Okay. Rồi con vô rồi cơ. Rồi, cô bắt đầu nhá, có 24 bạn. Số khá là đẹp. Cô rất là thích số 24. Anh 500 anh em ngỗng attack. Ok. Rồi. Rất ngầu. Monsieur. Kiểu cứ ngốc là sao cô? Cô nghĩ lại con gì đi. Hả? Có hacker à? Cô không biết. Bạn nào tên là chưa Monsieur Tuner? Con chưa thấy nó. Ngài cắn ngửa. Con chưa thấy nó start. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ cô mới start này. Ok. Thank you.
Linh Hoàng Giang, Emma đang đứng vị trí top 3. Cô Hương siêu xấu làm giỏi phết nhở. Làm gì xong chơi trò mới. Ôi, chơi trò mới. Chơi lại á. Trò mới.
chúng ta xem nhá. 15 tháng 9, 1985. The 15th of September 1985. Rồi. Tháng 9 là September. Hồi trước cô đi học ý, cô toàn bị nhầm tháng 9 với tháng 10 thôi. Cô không biết September hay là October. Nhưng bây giờ cô nhớ rồi. September là tháng 9, còn October là tháng 10. Ok. The 3rd of January 2014. Ok. Bình thường thì mình cứ thấy số 3 là mình thêm RD đúng không con? Bởi vì là số 3 thì nó thứ 3 ấy. Thì nó viết là 3rd đúng không? Nhưng mà nên nếu mà thứ 13 thì mình viết như nào? Đúng không biết. Thứ 13 có phải là 13 RD không? Hay là 13 TH? 13 TH rồi. Vì mình viết như nào? 13. 13. Ok. Cô biết có đúng không nhỉ? Đúng. Rồi. Tiếp này. Xả cái này đi không vậy? Chiếm chỗ quá. Ok. Rồi, mùng 9 tháng 12, 2019. Bạn nào 9ND đây? Ừ. Mà tận 4 bạn. Trời đất ơi, sao vậy các con? 19 thì vẫn là 19. Em TH đúng không? Rồi, December, tháng 12 là December. Hồi trước hay đọc là December. Ok, tháng mùng 10 tháng 3 năm 1720. Ok, xem nào. 10th of March 1720. Ok. 11. Sao cô thấy bốn bạn hay là bốn bạn này không trả lời? Toàn bốn bạn trả lời sai là sao? November là tháng 11 này. Ok. Cái này là họ viết ngược đấy, họ viết ngược. 22 tháng 5 2003. Không biết có trùng ngày sinh của bạn nào. 16 tháng 4 2019. Có với C. Lucy em họ con. À thế à. Ok, 16th of April. Rồi, ok, cô sẽ không đi sâu hơn nhá, mà chúng ta sẽ vào bài đi. Nhưng mà con không sinh năm 2020 ạ. Không sinh năm. À con chỉ trùng cái ngày với cả tháng thôi gì. Sinh năm 2020 thì bây giờ con 2 tuổi à. Thế thì giỏi quá. Bái phục luôn. Ok, Unit 5, Fantastic Facts. Ok. Lesson 1, Neil Armstrong walks on the moon. Sinh năm 2020. Neil Armstrong là ai? Là người đầu tiên đặt chân lên trăng đúng không? Ok, Neil Armstrong walked on the moon. Ok, so look at the picture, match them to the sentences. Ok, cô cần là 10 bạn nha. 10 bạn nhá, bởi vì chúng ta có 10 câu. Con đi cô. Ta sẽ, rồi, nhắn tin vào trong chat giúp cô, ok. I will need 10 students to match, ok. Your job is to match the sentences to the picture. Ok, you just need to write the letter next to the sentence. Thì cô ví dụ, câu 1 nếu chọn A thì viết chữ A ở đây nhá, ok chưa? Đấy, đấy là cô ví dụ thôi, còn đấy không phải đáp án đâu. Bây giờ cô sẽ gọi 10 bạn nè. Nhắn vào trong chat giúp cô để cô xem là có bạn nào nha. Ít chỗ quá nhỉ? Ít chỗ quá. Tên nó con ở đây rồi mất. Rồi, nhắn từ từ thôi. Nhắn một lần nữa nha. Con chưa hiểu là mình phải làm gì á. Chúng ta hãy đọc câu này này và nối vào bức tranh phù hợp. Ok chưa? Rồi, gọi bạn đầu tiên này. Câu 1 là bạn. Chưa tí. Trương Khánh Linh. An co. Rồi, chờ cô tí. Chờ cô. Nhiều quá, chờ cô phải à. Câu đầu tiên là bạn viết ở đâu bây giờ? Trương Khánh Linh viết như nào? Rồi, đấy câu 1 nhá. Câu 2 là bạn Đức An. Ok, câu số 3 là bạn Jasmine, anh em nhà Ngỗng. Ok, câu số 4 là bạn Max Manchester gì ấy? Không đọc được hết, tên hơi dài. Max, cho cô biết là MU đi nhá. Đấy. Câu tiếp theo là bạn Đỗ Thục Quyên, còn là câu số 5 này. Rồi, câu số 6 là bạn cô Max Manchester City. Once Manchester City không phải là MU à? MC à? Rồi, xin lỗi em. Kỳ Phùng địch thủ của mà đấy là câu lạc bộ đứng đầu anh đấy cô.
Trên bảng xếp hạng. Biết rồi, có biết rồi. Rồi, kỳ phùng địch thủ. Cái gì gọi là cùng thành Manchester đúng không? Ok, tiếp theo là bạn nào? Underban Manchester cô. Ờ, ok, ok, rồi rồi. Manchester United con làm được không? Fan MU nhá, ở trên là bạn là MC, ở dưới là MU. Câu 6, câu 6 là bạn fan MU nhá. Bạn nào nữa nhỉ? Hết rồi. Khánh Linh không phải là Trương Khánh Linh đúng không? Con là gì Khánh Linh? Đấy, cô thấy có một bạn chỉ để tên là Khánh Linh thôi ở trong chat ý. Đấy, Khánh Linh làm câu 7 cho cô nhá. Bạn nào nữa không nhỉ? Hết rồi. Cô ơi, cô vẫn là nổi đúng không? Đúng rồi con ạ. Con Jasmine ơi. Đúng rồi, đúng con ạ. Nối câu với bức tranh phù hợp. Nhiệm vụ của con là viết. Cái không không phải nối kiểu đấy. Jasmine ạ. À. Cô bạn add Manchester. Hoàng Giang. Hoàng Giang làm giúp cô câu số 8 này. Đúng không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, Hoàng Giang làm câu số 8. Rồi. Ủa, nhắn nhiều thật. Rồi, ok. Hoàng Giang này, rồi. Mai Mai, Mai Mai làm giúp cô câu số 9. Rồi, và cuối cùng, Tina còn ở đây không con? Làm giúp cô câu số 10. Rồi, hơi bị chen chút, nhưng mà vẫn được. Vẫn chen được. Rafael Nadal played his first tennis. Ok. Cô nghĩ là các con cũng có quen thuộc với một số hình ảnh của mọi người trong này đúng không? Không quen lắm cô, có vài người không quen lắm. Không quen lắm à? Dạ, thế... con thưa cô, con biết được là gì đấy. Là một người ở trong đó là Mona Lisa. Nhưng ai là người vẽ bức tranh này tổng đúng không? À, con biết tổng được khoảng 4 bức tranh cô. A, B, D, với H. Nếu như mà con không đọc đúng không? Nếu như các con không đọc thì con thì bạn Đức An là biết được khoảng 4 người đúng không? A, B, D à? Okay. Cô ơi, cô, cái chữ Y của A, B, D, cái chữ cô. Y câu số 5 của con là cái chữ Y đấy cô nha. Nhưng mà nó bị thiếu dấu vì nó to quá. À đây con viết đây hả? Ngay trên chữ môn đây hả? Con, vâng. Ok con. Bằng text. Đây này con viết kiểu này này. Y. Đấy. Đấy có phải đẹp không? Nhưng mà vừa nãy cô... con vừa mới ở trên xe con còn chưa kịp thay máy tính. À rồi. Thế thì để cô thêm chữ, thêm cái dấu cho con. À, đẹp chưa? Đẹp quá luôn. Đẹp chưa? Rồi, ok. Mai Mai con làm câu 9 chưa? Hoàng Gia con làm câu 8 chưa? Các, nếu như mà các con không thấy quen thuộc ở cái nhân vật của mình ấy, thì có thể nhìn các bạn khác xem người mình có thể dùng biện pháp loại trừ. Bởi vì cô mà làm bài này thì cô không biết hết đâu. Cô phải làm biện pháp loại trừ. Có vài người cô biết, có vài người cô không biết. Con chỉ biết mỗi hình B thôi. B à? B là Mona Lisa đúng không? Ai thế, ai là người vẽ bức tranh này? Leonardo da Vinci đúng không? Ok rồi. Thế là Jasmine làm đúng này. Trương Khánh Linh, Edmund Hillary and Tenzing Norgay, Norgay climbed Mount Everest. Ok, đúng rồi. Câu F. Chúng ta có thể chọn được câu F mặc dù không biết có thông tin này đâu. Nhưng mà nó có xuất hiện hai người đúng không? Một ông là Edmund, một ông là Tenzing. Ok, chương trình cứ nhầm đúng rồi con ạ. Đức An, Amelia Earhart crossed the Atlantic Ocean alone by plane. Đố con biết nhá. Không biết con xem bộ phim này chưa, có xuất hiện Amelia Earhart? Cái phim con mà... Con có xem cái bộ phim nào trong này cái... Ý cô là cái bộ phim này rất nổi tiếng, có cái nhân vật này. Các con biết cái phim đêm ở viện bảo tàng không? Night at the Museum ý. Đến tối là tất cả những pho tượng ở trong đấy. Tượng này, con vật này, khủng long luôn, sống dậy. Đấy đó. Trời ơi. Ê, ảo tưởng hả cô? Phim viễn tưởng thôi, phim viễn tưởng.
Có nghĩa là buổi sáng thì khách đến thăm viện bảo tàng thì tất nhiên là vẫn là những pho tượng này và những cái nó kiểu nó bất động ở trong đấy, nhưng đến tối thì tất cả mọi thứ sống dậy và có một cái ông là bảo vệ buổi đêm ở bên đấy. Thế xong rồi là kiểu làm quen mọi người trong đấy này, xong rồi là có mấy cái chuyến phiêu lưu gì đấy, xong rồi chống lại kẻ xấu các thứ các thứ. Đấy, nói chung là khá là hay. Rồi, Đức An làm đúng rồi đó nha. Amelia Earhart là một người phụ nữ đầu tiên băng qua Đại Tây Dương một mình bằng máy bay. Rồi, quá là giỏi. Ok, Leonardo da Vinci, đúng rồi, Jasmine làm đúng này. Có bạn nào xem tennis không? Rafael Nadal played his first tennis match at Wimbledon. Con An biết đúng không? Màu này cô ạ. Trời đất ơi. Cười lắm luôn. Conan. À, các con chỉ xem hoạt hình thôi hả? Rồi. Ok, tennis thì Nadal là một trong số những vận động viên phải gọi là giỏi nhất đấy, đỉnh nhất đấy, đã vài năm đứng số 1 thế giới rồi. Thế nhưng mà ông này ông chơi ở Wimbledon. Wimbledon là cái giải tennis mà chơi ở trên sân cỏ. Nhưng mà ông này ông lại nổi tiếng, có nghĩa là ông này nổi tiếng khi mà chơi trên sân đất nện cơ. Đấy. Chơi trên sân cỏ không phải là thế, không phải sở trường của Rafael Nadal, mà ông ấy chơi trên sân đất nện. Sân đất nện thì có cái giải là Roland Garros. Đấy, nếu mà con xem. Rồi, câu số 5, Neil Armstrong. À, bạn Max làm đúng chưa nhỉ? Bạn Max không làm đúng không? Câu A nhá. Rồi, đây đây. Rồi, cô sẽ mở đáp án lần lượt đi. Rồi, câu 5 này, Neil Armstrong walked on the moon. Rồi, ông chắc chắn là câu Y rồi. Và cắm cái cờ Mỹ ở đấy đúng không? Nhìn sợ không cô? Kẻ cảm nó nặng hơn nặng ý. Đúng rồi, các con mặc con bị rồi sao mà không biết. Không nhìn, nó nhìn thấy, nhìn sợ. Đúng rồi, nhìn là biết đúng không? Sợ lắm, sợ lắm. Nếu mà có một cái hứng thú ở trên bầu trời ấy, kiểu những cái gì bí ẩn ấy, cô rất là thích. Các con thích mấy cái gì bí ẩn đó. Những cái gì mình không biết thì rất là tò mò về nó. Cái câu số 6 này, Shakira, có bạn nào nghe nhạc Shakira không? Có cái bài gì mà có đợt World Cup ấy nhỉ? Có phải World Cup không nhỉ? Namina, mina, waka, waka, có biết bài đấy không? Có. This time for Africa. Waka, waka, waka. Rồi, số 7, Ada Lovelace. Ok, Khánh Linh chắc là Hoàng Giang hay là Khánh Linh câu này ấy nhỉ? Khánh Linh đúng không An? Lúc đầu cô cũng không biết à. Nhưng mà sau khi cô làm cả cái bài này thì cô mới phát hiện ra đây là bà Ada Lovelace. In the air lúc World Cup 2018 không? À, thế cô không biết. Lát mở lên sao? Ok, Ringo Starr. Ringo Starr là một thành viên trong ban nhạc The Beatles. Là cái ông này. Ok. Ông trước là... cô biết đọc đây. Open the first department store in Paris. Câu 9 là ai? Đấy. Mặc dù mình không biết là ai đâu, nhưng mà họ nhắc đến là có một cửa hàng. Thì trong này có cái cửa hàng đây này. Rồi. Và Neil Papworth texted the first text message. Ok. Rồi. Đó là một số thông tin về lịch sử. Ôi cô, tải nó con đi cô. Tải cái gì con? Tải cái đấy. Chữ con viết đi. Chữ con viết giờ đâu nhỉ? Cái gì cũng... Chữ con... Ai đây? Ai nói cái gì đây? Con biết cái chữ y to khủng bố ấy. À rồi, cô sáng biết rồi. Ok, các con lại nói chuyện tennis ở trong này à? Djokovic à? Djokovic cũng giỏi đúng không? Khá là giỏi, rất giỏi thì đúng hơn. Track 1.33. Thích Federer các con ạ. 1. By Edmund Hillary and Tenzing Norgay climbed Mount Everest on the 29th. Gọi đám bạn. Gọi 5 bạn. Ok. Nhắn tin vào chat nào. Các con biết cách đọc thứ ngày tháng rồi đúng không? Các con không gặp khó khăn gì trong bài này đúng không? Rồi. Cô sẽ đọc này. À cô sẽ gọi này. Ôi giời ơi. Nhanh thế. Nhắn nhanh thật đấy. Còn 5 câu nữa cô yên tâm. Max. Manchester City. Ok. MC nhá. Câu 2 là bạn Jasmine này. Ôi, nhắn nhanh thật sự. Cô sẽ gọi lần lượt. Tina. Rồi. Tiếp theo chúng ta có bạn Lê Bùi Phương Anh. Là Lily đúng không? Cô thấy lúc ấy con ghi tên con là Lily đúng không?
Đấy, cô viết Lily đây nhá. À, cuối cùng chúng ta có bạn Nguyễn Linh Chi là Jerry. Ok, chúng ta nghe nào. Bắt đầu thôi. 5th of May 1953. Cô bật lại. Hơi bị quá. 1. Edmund Hillary and Tenzing Norgay climbed Mount Everest on the 29th of May 1953. 2. Amelia Earhart crossed the Atlantic Ocean alone by plane in 1932. Có một bạn để tên 3. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa in the 16th century. 4. Rafael Nadal played his first tennis match at Wimbledon in 2003. 5. Neil Armstrong walked on the moon on the 21st of July 1969. Có đúng thế? Các bạn nhầm à? 5. I don't know. Neil Armstrong walked on the moon on the 21st of July 1969. Jerry mà viết cho cô được cái năm đấy ra đây thì vỗ tay hoan hô. Không phải là cái năm nào ở trong này cả đúng không? Nó bị nhầm đấy. Rồi. Jerry viết cho cô đi, năm nào đấy? Tôi mà Jerry à? Jerry là bạn Linh Chi, tên của bạn ấy là Jerry. Trời ơi. Đây là con cứ tưởng bộ phim Tom and Jerry. Đúng rồi. 1965. 19 gì nhỉ? 1960. On the 21st of July 1969. 1969. Jerry viết lại cô em nào đúng không nào? 1969. Nếu biết được cả về cả ngày và tháng nữa thì càng tốt. Rồi. Ok. Chúng ta cùng check nha, check cái câu trên trước. Rồi, 29 May này, 1953 này, 1932. Thế kỷ thứ 16, 2003. Và cuối cùng là 19 bao nhiêu nhỉ? Cả thứ ngày tháng là gì, có bạn nào viết cho cô được không? 1999. 1969. 1969, đúng rồi. Thế còn cái ngày và tháng thì sao, con nghe được không? Năm thì 1969 nghe lại nhá. Nghe lại là biết đấy cô. The moon on the 21st of July 1969. 21st of July. 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 Cô cần 5 bạn nữa, 5 bạn tiếp theo. Con đi. Rồi, con nào đây viết là trong này thì mới biết được là con đi con. Jenny. Bạn nào mà chưa gọi thì tất nhiên là cô, bạn nào mà gọi rồi thì cô sẽ không gọi nữa nhé. Cô sẽ gọi 5 bạn khác nha. Trương Khánh Linh con đã làm chưa anh? Làm ngay được câu đầu tiên. Ý cô là bài này. Đức An cô gọi chưa? Đức An gọi chưa? Cô em còn nhượng. Rồi, Flower. Con. Nào đến đây là Thích Hương Lê ở trong này nhá. Con Thục Quyên cơ, cho con cổ. Con chưa làm câu nào hết. Thục Quyên à? Hoàng Giang. Thục Quyên hả? Thôi được rồi. Cô còn cho con nhiều bài lắm, yên tâm. Jenny không còn như xưa nữa rồi, Jenny. Ngủ chưa? Trương Khánh Linh, Đức An, Sunflower, Hoàng Giang và Thục Quyên. Để cô xóa tên của một vài bạn mà lúc nãy cô gọi đi. Rồi, chúng ta bắt đầu nghe. Đức An làm được luôn hả con? Đoán đi cô. Đoán à? 6. Shakira recorded her first album in 1990.
7. Ada Lovelace completed the first computer program in 1842. 8. Ringo Starr joined the Beatles in September 1962. Ôi, bạn nào tốt bụng mà làm luôn rồi cô. Aristide Boucicault opened the first department store in Paris in 1852. Oh. 10. Jerry, oi. Neil Papworth texted the first text message in December 1992. Ôi trời ơi, bạn Jerry nhá. Con ơi, con phải để cho các bạn làm chứ. Sao con lại viết đánh dấu lên bà, cả các giúp câu bà như vậy? Rồi. Con bụng quá đáng. Rồi, ok. Cô nghĩ con làm đúng hết rồi. Hình như không có khó khăn gì ở đây cả. Rồi, ok. Shakira đã ghi âm album đầu tiên vào năm 1990. Ada Lovelace. Đây là phụ nữ đấy. Đây là một bà. Bà ấy lại làm về toán học mà máy tính mới hay chứ. Ok. Rồi, vào năm 1942. Ringo Starr tham gia vào nhóm The Beatles vào tháng mấy đây? Tháng 9 đúng không? Tháng 9, 1962. Aristide Boucicault. Rồi, cô đừng nghe được. Opened the first department store in Paris 1952. Và Neil Papworth, ok. Đến tận năm 1992, cuối năm 1992, thì ông này, ông ấy mới nhắn được cái tin nhắn đầu tiên. Khá là muộn đấy nhỉ. Nhưng mà sau đấy thì công nghệ nó phát triển rất là nhanh đúng không? Đến bây giờ chúng ta đã có màn hình, đã có điện thoại cảm ứng xong rồi là gì nhỉ? Hiện tại còn gặp được không? Đúng không? Ok. Ơ, cái gì nhỉ? À đúng rồi. Ok, rồi chúng ta nhìn vào những cái bài này và chúng ta sẽ xem là cách dùng của in và on khi nói đến ngày tháng hay là đến năm là như thế nào nha. Cô cần 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn điền giúp cô vào những cái chỗ trống này nhá. Xem là mình điền gì, in hay on chưa? Rồi, cô bắt đầu nhìn chat từ bây giờ này. Ôi dồi, chưa Khánh Linh nhắn nhanh hết. Cô sẽ gọi những... Cô chưa gọi. Em đi hết cô. Em nào đây? Ôi dồi, toàn những gương mặt thân quen nhắn nhanh thật sự. Jenny quen rồi. Jenny á hả? Jenny không được nhắn. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn thấy con ở trên màn hình. Rồi, Jenny cô 1. Bạn nào nữa nhỉ? Ủa, nhắn nhiều thật sự. Link câu hỏi. Jenny quên rồi. Jenny. Cô thấy cô bạn tên là Nick. Không biết bạn nào. Nhưng cô vẫn gọi nha. Có vẻ mới. Có bạn nào muốn làm bài không thì phải nhắn nhanh vào. Không là các bạn học lâu các bạn nhắn nhanh thật sự đi. Rồi, Jenny với Nick làm luôn cô nào. Vẫn không tìm được gương mặt nào nó khác những cái bạn mà cô đã từng gọi. Nhắn chậm thôi. Nhắn chậm thôi. Rồi. Vẫn là những bạn ý. Vẫn là những bạn đấy. Thôi dừng nhắn. Cô không đọc nữa đâu. Còn nhắn thì cô cũng không đọc nữa đâu. Ra này. Alo cô. Jasmine này. Jenny quen Jenny. Không biết cô gọi bạn Mai Mai mà chưa làm được. Bây giờ cô gọi bạn ấy một lần nữa. Hay là có điền được không giúp cô nha. Cuối cùng là bạn nào? Linh cô. Em nào đấy? Khánh Linh cô. Khánh Linh à? Em không phải bạn Trương Khánh Trương, Linh đâu. Trương Khánh Linh. Bạn Khánh Linh có một bạn Khánh Linh thôi. Các con có làm được không? Trương Khánh Linh cô. Ok, Trương Khánh Linh. Cô viết tắt tên con nhá. Đấy, làm đi các con. Jenny in. In cộng với date à hả? Các à, đấy, ở bên cạnh đúng không? Ở bên cạnh đã có cái ví dụ cho các con rồi, các con nhìn xem là cái quy tắc nó như thế nào rồi con điền vào luôn, dễ mà. Ba. Jenny, đấy, sửa đi con. In the 20th century.
Rồi, đúng rồi. Việc của mình là tìm ra điểm chung. Rồi, cô sẽ đi đến cái thế kỷ 20 trước nhá. Thế kỷ 20 đọc như thế nào? Bình thường cô thì chúng Blue ta... Cô có Blue Kids cơ mà cô? Có. Bình thường chúng ta viết 20 đúng không? Nhìn này. Khi mà biến đổi nó thành số thứ tự thì mình viết như nào? Có phải mình... Với cả cái cách đọc của nó có phải là 20 không? Có phải là 20 không? Các con đọc thế kỷ thứ 20 đọc như nào? Bạn nào đọc giúp cô đi. Cứ mở mic lên đọc thử cho cô nghe xem nào. 21st. 21st là 21st là 21 à? Đang bảo thế kỷ 20 cơ mà. Thế kỷ thứ 20 là 2020 à? 20th. Ồ. Rồi. Vừa thấy có bạn nào đọc được thì nào phải không con? 20th. Chúng ta sẽ không biết là 20 thêm TH đâu nha. Mà chúng ta sẽ biến đổi như này này. Đấy. Thấy chưa? Khác hoàn toàn luôn. Và chúng ta sẽ phải đọc thêm một cái âm nữa là 20th. Yeah. 20th. 20th century. Đấy. Ba âm tiết lận. 20th. Ừ. Rồi. The 20th century. Okay. On 9th January. 1889. Ok. Đáng lẽ phải bỏ con đọc. Cô lại đọc thế này. Nick. Sao bạn Nick không làm? Nick là bạn nào? Mai nữa. Cô thấy có bạn đây, Nick đây này, viết bạn Nick vừa mới nhắn vào on Tuesday. Sao con không biết là lên bảng ở Nick không? Rồi, ok, on Tuesday cô đã nhận được câu trả lời. Cái bài của bạn Jasmine. Sao? Em cố hành trình công thức. In January, thì phải on May, đúng rồi, các bạn nhắc đúng rồi, Jasmine ạ. Nếu mà on mà cộng với cái ngày cơ, thì mình mới dùng on. Nhưng mà nếu mà cộng với tháng thôi, thì phải là in May, 1960. Ok, ở dưới bạn Mai Mai cũng vậy đúng không? Cộng với năm này. Mai Mai chưa làm. Cộng với in hết nhá. Rồi, ok. Còn lại để em làm hết cho cô. Ok, quiz. Quiz time. Bây giờ rồi. 8:44. Ui, kiếp. Mới cậy mới học được có tẹo. Thế mà đã hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Cô chuẩn bị nhiều quiz lắm mà cô nghĩ là không kịp mất. Nhưng mà cứ phải là Blue Kid. Có Blue Kid, Blue Kid yên tâm là cuối giờ nhá. Kể cả mấy giờ thì vẫn có Blue Kid các con nhá. Ok, chúng ta làm quizzes. Bây giờ chúng ta sẽ làm quizzes. Yeah. Block it thì là cuối giờ. No quizzes. Ok, check chat box. Không nhắn vào nữa. Chúng ta vào làm nốt cái này nào. Ok. Very good. Dũng, em có 50.000. Màn hình chẳng quá rồi mà có chứ 50.000. Các con đang nói cái chuyện gì đến ở trong này mà liên quan đến tiền ấy nhỉ? Có phải tiền không? Lại link đi. Tại vì con vào nó màn hình vẫn chẳng xóa luôn. Đây, gửi cái link quizlet nha. Ui. Cô thấy là quizlet nó cũng có app ở trên điện thoại đấy. Nhưng mà lúc hôm trước cô tải thì nó lốt. Cô lật xuống ra tham gia đi. Cô xem có điểm bất ngờ. Ok, coi lại rồi bất ngờ. Nếu mà là cái khác thì nó bất ngờ. Chứ nếu mà vẫn là cô Hương siêu xấu thì còn gì là bất ngờ nữa. Đấy, em định nói cái đấy đấy. Cô biết là có một YouTuber nổi tiếng tên là Genuine không cô? Đây là YouTuber nổi tiếng là lâu. Tên là gì? Nhắn vào trong chat thì cô tên là Genuine cô ạ. Jenny what? Jenny này á? Jenny what Huỳnh á? Jenny Huỳnh Nico. Jenny Huỳnh rồi. Đã là Huỳnh. Rồi biết, khá nổi tiếng đúng không? Bạn này sinh năm bao nhiêu đấy? Con biết không? Con biết, vẫn đang học. Con chỉ biết là chị ấy lớn tuổi hơn con thôi. Thế hả? Ủa, Insta này 1,3 triệu follower á? Wow. À, cô đăng nhập vào xem nào.
Google đấy. Ôi cô thay đổi avatar của quê cô nhà chị giàu lắm. Giàu chắc chắn rồi. Giàu thì mới làm được mấy cái này chứ các con. Sao nghĩ từ nhỏ. Đấy. Đi trước. Ok. Thôi tập trung. 24 bạn rồi. 24 cũng là cái số của đợt quiz lần trước đúng không? Thế cô bắt đầu nhá. Dũng à? Ok Dũng. Cô bắt đầu đây. Nha, bạn nào vào muộn thì à đây bạn Emma vừa kịp vào. Cô gửi lại cái đường link này. Bạn nào vào muộn thì vào lại nhé. Mày lấy sao với các con, khá là dễ thôi. Chúng ta cũng vừa được ôn rồi mà. Dễ mà cũng vừa nghe thì tiếng quen cũng khá là kiểu sai ấy. Hiện tại vị trí không thấy
thay đổi mấy. Cái này nó chiến lắm cô. Chiến. Đây là không cần mình bắt mình mua. Thằng Khánh Linh làm nốt cô này đi, còn bố một câu thì đúng không? Bài này dài phép nhỉ? Cookie, I finish school early. Cộng với ngày, cộng với thứ, không phải ngày, thứ. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. On hết nha các con. Sao vẫn có 4 bạn trả lời sai nhỉ? 4 bạn này là 4 bạn nào vậy? I only see my cousins at Christmas. Okay, at Christmas. Không có on Christmas. Giống như là at Tết ấy. Đấy, Tết mình cũng dùng at. What shall we do at the weekend? Okay, at the weekend. Chúng ta có cấu trúc rồi. Mobile phones were invented in the 1980s. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái số 5 mà số tròn nhá, mà có chữ S này, có nghĩa là đây mình đang nói đến thập kỷ 1980. In the 1980s. Okay. My exam is on. Okay, on thì cộng với date, cộng với ngày. Lesson on Friday, chắc chắn rồi. Thế mà vẫn có hai bạn làm sai. My brother has a new job. He works in the evening. Okay, in the evening, in the morning, in the evening, in the afternoon. Đó, okay. Nhưng mà chúng ta lại có hai cái là at noon và
at night. Hình như đằng sau có một câu như vậy đúng không? On Saturday afternoon. Okay. On Saturday afternoon. It's at cộng giờ, chắc chắn là cộng với at rồi. Trời ơi. Born in the vào sinh vào thập kỷ 1950. My family and I like to ski in winter. Okay. In cộng với mùa. In the summer, in spring, in winter. Okay. Are there any holidays in October? Trời ơi, năm 9 chẳng nói sai. In cộng với tháng. At night, okay, at night. Không thể sai được. In cộng với năm. In nine, đâu, in 2012. Special, on your birthday, on your birthday. It starts at midnight, vào nửa đêm, at midnight, at night, at midnight. In the evenings. Cô thấy những cái này nói khá là quen mồm. Nên là thực ra là lúc mà cô học, cô không nhớ là at thì phải cộng với cái nọ kia đâu. Cô nói quen mồm, cô nói thôi. Với cả nhá, nếu như các con ngày xưa mà giống cô mà được xem Disney Channel ấy, thì hay nghe đến cái lịch của nó lắm. Lịch hôm lúc mấy giờ chiếu phim này này, hoặc là tháng sau thì chiếu phim nọ phim kia. Thế là từ đấy mình nhớ luôn. Vậy là join us for dinner on Thursday. In the morning, at night. Rồi, xong. Mấy giờ rồi? Ui, 9 giờ. Ok. Cô trở về PowerPoint xem chúng ta còn cái gì không nhá. À rồi, ok. Book it. Look it. Các con muốn... Câu cá đi cô, câu cá. A regular verb nhá. Regular verb ở trong past simple. Câu cá. Rồi từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ ôn cách chia động từ của thì. Chia động từ theo quy tắc trong thì quá khứ. Ok chưa? Hay là mình thử mấy cái khác đi cô. Bởi vì hôm trước mình câu cá hoài rồi á cô. Little hat đi cô. Mình chưa bao giờ làm crypto ấy cô. Mình thử mấy cái kia rồi cô. Đấy mấy mình thử mấy cái khác đi cô. Thử cái cà phê đi cô. Xem nào. Cà phê đi cô. Thử mấy cái kia đi, bữa giờ mấy cái kia nó bị bỏ rơi á cô. Racing. Em number question. Cái này thì có bạn là đạt đến cái question mà mình nghĩ được thì em lên luôn. Hiểu. Thế con muốn như nào? Con muốn chơi cho đến hết giờ hay là muốn chơi cho đến khi có một bạn thắng trò đấy thì trò chơi kết thúc? Chọn đi. Hết giờ. Thế thì chúng ta không thể chơi được trò racing nha. Thế chúng ta không thể chơi được trò racing nha. Chúng ta chọn trò khác. Crazy Kingdom. Trò này cô chưa chơi bao giờ. Chơi trò crypto hack đi cô ơi. Crypto hack. Crypto hack. Thể theo nguyện vọng. Trò này chơi rồi mà cô. Trò chơi rồi nhưng mà thấy nhiều bạn kêu quá. Đúng rồi. Rồi, ok, chơi nhá. Bắt đầu. 5 phút. Để nó lốt cái ID này, cô copy. Rồi. Thực ra trò này cô cũng một lần chơi thử rồi, cũng khá là hay. Nhưng mà nó phần lớn là dựa vào may mắn, đúng không? Có đoán được code của người khác không thôi. Rồi, bà đi ạ. Check phần inbox. Hôm nay chị
nhau là sớm rồi đấy. Mọi hôm thì cô nhớ là còn bán vài được, hoặc là không vào được luôn. Tối con vẫn thấy màn hình rồi cô. Che tôi rồi. Che tôi rồi. Đi cô, thì bây giờ cô start chơi kiểu gì? Không nhìn thấy cái gì để mà start. Bây giờ nhá, cô di chuyển cái chỗ này các con nhìn thấy không? Có. Ok, khi nào cô di vào chữ start thì bảo cô. Còn một bạn nữa thì start cho cô. Bây giờ cái chỗ của cô đang ở đâu rồi? Bấm cái chỗ start cô. Bây giờ cô start đi. Nhấn vào một cái là nó start luôn. Cô đang ở đấy rồi á? Vâng. Vâng. Rồi, thế có bao nhiêu bạn trong lớp rồi? 23. 36. Trong đây thì 36. Có được 24 rồi. À, cô có thể mở cái live của mình trên Facebook mà. 60 thì mới đi. Bạn hết bạn vẫn không được vào cô á. Lớp mình đủ. Ủa cho tất cả các bạn vào cô ạ. Thế là vào sau mà. Còn lớp của cô Thu thì có hơn 100 bao nhiêu bạn. Cô đang xem live của mình ở trên này. Ok, cô đang ở start ở đây đúng không? Cô 130. Start đi cô ơi. Không. Thôi bắt đầu được rồi. Oh. Just backward nào khó khó. Cô đang theo dõi con trên này, trên live. Ok. Oh. Cái này chơi khó lắm, đánh code hơi khó. Cô skip rồi, cô skip rồi. Này nghe hơi ám ảnh cả đêm tối không ngủ. Nhớ chúng ta chỉ có 5 phút thôi nha. Không có con. Cô là Tina đứng lên thứ nhất đúng không? Hắt ngực một người rồi cô. Không không không. Hắt xong phát là vị trí thay đổi luôn. Thank you.
Ok, cô thấy có bạn Imei à? Ok, chúng ta còn khoảng 2 phút. Đầu không biết là trong lúc cô nói thì là Nick đang đứng đấy. Ok, Jerry smile, Nick, Tina, Thục Quyên. Chúng ta còn 10 giây thôi đúng không? Ok. Thì ta cũng không nhìn thấy gì. Đứng thứ ba. Cô vẫn chỉ nhìn thấy trên này thôi. Cô hơn 6 đứng nhất kìa cô. Uầy, cô 6 đứng nhất vậy. Nãy xếp nữa con được 18. Hát được Cherry Smile nhưng mà đáng sai mật khẩu. Trời ơi. Bạn Tom con hát được của bạn Tom đoán đúng rồi nhưng nó còn chưa kịp cộng điểm mày mà. Cô đang mò mẫm. Con được cô đang mò mẫm. Con được hát hai bạn lắm nhưng mà rất khổ ạ. Ok, bây giờ hiện tại cô vẫn chưa nhìn thấy màn gì trên màn hình của cô. Thế cô kéo xuống xem là có ba dưới không nhá. Con đứng thứ 8. Con đứng thứ 11. Ok. Đức An này, Tina đứng thứ 5 này, Julie, Trương Khánh Linh đúng không? Jenny này, ai nữa? L Mây à? Đấy chữ L đúng không? M à Mai này, Thục Quyên, Sunflower. Rồi, Manchester City, Quang. Khổ quá, bây giờ cô chỉ biết nhìn vào đây để đọc thứ hạng của con thôi. Jasmine đứng thứ 17 này. Trước đó con ta có Vũ Thùy Dương, Khánh Linh. Ok. Cô nghĩ con làm đúng nhưng mà... À đây rồi, máy của cô sắp về rồi. Chưa về lắm. Trời ơi, vì sao máy tính nó lại bị... Cuối cùng đây. Cô dùng máy gì đấy cô? Chơi tiếp đi cô ơi. Máy cô cũng mới nên là chắc là nó chưa được ổn định cho lắm. Thôi đập máy đi, mua cái máy mới cô. Cô thấy Jasmine đang yêu cầu sử dụng máy của cô đúng không? Nhưng bây giờ cô cũng không biết làm nào để đấy nữa. Thôi được rồi. Đấy, hôm nay chúng ta chơi một lần nữa. Nhưng mà cô có nhìn gì thì thấy trên máy của cô đâu. Thế thôi, cô phải nhờ thầy Vương tắt hộ cô rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi con nhá. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau tiếp nha. Tuần sau chúng ta sẽ học thì quá khứ đơn. Chúng ta phải nó cũng liên quan một chút đến những cái bài kiểm tra tiếp theo mà con có thể học và có thể ra.
Ok, được rồi. Con ok. Chào các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào tuần sau. Goodbye. Goodbye teacher. Good night. See you next week. Thầy Vương tắt hộ cô nhá. Cô không tắt được rồi.